Xin chào mừng các bạn đến với kênh Khương Sầu Riêng của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm chụp MRI toàn thân. Như các bạn cũng đã biết thì cái kỹ thuật MRI toàn thân là một kỹ thuật MRI khá là phát triển trong thời gian gần đây. Được chỉ định trong các trường hợp mà truy tìm u hoặc là di căn khi đã biết u nguyên phát. Mục đích chỉ định khảo sát truy tìm có hay không có u trong các cơ quan từ não đến vùng chậu. MRI toàn thân khảo sát các bệnh lý, ví dụ như ở não thì xem có u bướu, viêm nhiễm dị dạng mạch máu. Tai mũi họng thì có viêm son, ở vùng cổ thì coi có u hoặc là các tổn thương các tuyến, ví dụ tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, tuyến dưới lửa hoặc là xem hạch cổ, ở ngực là khảo sát phổi và trung thất, tìm u viêm nhiễm di căn. Đặc biệt là ở vùng ngực thì không có khảo sát tim. Tiếp xuống dưới vùng bụng thì mình có thể khảo sát thêm các tổn thương ví dụ như gan, mật tụy, lách, thận, niệu quản, dạ dày và cái đường ruột thì hạn chế. Chủ yếu mình sẽ sử dụng nội soi và có thể phát hiện cái u, mà khi mà cái u lớn hơn khoảng tầm 2 cm thì mình dễ phát hiện. Còn vùng chậu thì mình sẽ xem các tổn thương bàng quang, tử cung, buồng trứng ở nữ và tiền liệt tuyến ở nam, hạch chậu, bẹn, cột sống và xương thì xem thân sống, thoát vị đĩa đệm, lồi hoặc là thoát vị đĩa đệm trong u thân sống, tủy sống, di căn xương. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cái chất tương phản cho một vài trường hợp, ví dụ như là khảo sát di căn, khảo sát tuyến vú, xác định bản chất u nguyên phát, nghi ngờ u màng não, hoặc là tùy những cái vào trường hợp lâm sàng cụ thể và mình có những cái chỉ định tiêm thuốc cản từ. Mặc dù cái MRI toàn thân nó tốt như thế nhưng mà nó cũng có một vài hạn chế, ví dụ như ở cái MRI toàn thân này nó không có bao gồm khảo sát các chi này, không khảo sát chi tiết được nè, hoặc là những cái u phổi mà có những cái nốt mà nhỏ hơn 5 mm thì không khảo sát được, những cái khí quản mạch máu không khảo sát được, hoặc là những cái tổn thương ở da, dưới da, các bệnh lý về tim, các bệnh lý về đường tiêu hóa, tuyến vú, nội mạc tử cung, hoặc là u những u màng não nhỏ, vân vân. Ok, thì ở cái nội dung ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba chuỗi xung cơ bản trong cái MRI toàn thân, đó là chuỗi xung diffusion, chuỗi xung coronary và chuỗi xung ASEAN T2 phát sát, từ cái vùng mà đỉnh đầu cho tới hết vùng khớp mu. Ok, thì đầu tiên là các bạn phải chụp cái xung mà định vị từ trên cái đỉnh đầu cho tới vùng khớp mu, cái hướng sagittal và hướng coronal để các bạn định vị chuẩn. Ok, thì bây giờ mình sẽ chụp cái xung diffusion. Thì ở cái xung diffusion này thì mình đã hiệu chỉnh sẵn rồi, có nghĩa là mình set up sẵn rồi. Một trong một cái chuỗi xung mà mình chụp hình nhiều group và những cái group này nó nằm sát kề lẫn nhau từ cái đỉnh đầu cho tới khớp mu. Thì sau khi chụp xong những cái xung diffusion này thì cái máy nó sẽ tự auto nó nối lại cho mình để cho mình có một cái hình không mưu sinh từ vùng đỉnh đầu cho tới vùng khớp mu. Nếu các bạn mà chưa biết cái chụp nhiều group trong một cái lần scan đó, thì các bạn vô cái phần mà set and go protocol đó, thì các bạn có thể xếp rất nhiều cái chữ N, ví dụ như có thể là 1 2 3 4 5 6, thì rồi xong các bạn nối lại. Thì ví dụ như ở mình giờ mình sẽ tiến hành mình làm cho bạn xem luôn nha. Ở cái ca này thì mình thấy khoảng tầm 4 cái group là nó sẽ đủ vùng từ vùng đỉnh đầu cho tới cái vùng hết khớp mu á, thì bây giờ mình sẽ xếp cái giá trị nó là 4. Ở cái xung này á thì khi mà các bạn chụp á thì các bạn phải bỏ qua cái chế độ mà graphic on, tại vì khi các bạn di chuyển á thì tất cả các group nó di chuyển theo luôn, chứ mà mình di chuyển một group á thì nó sẽ không có đồng đều á, khi mà mình không mà xuyên lại thì nó hình ảnh nó sẽ không được đúng nha. Và các bạn cũng đừng quên bấm vô phần quyên bấm phần Auto Select Coil á, để cho cái xung nó chạy tới đâu thì nó sẽ select coil tới đó. Bạn di chuyển tới đâu á thì nó sẽ select coil tới đó, chứ nếu mà mình không bấm vô thì nó chụp mình lỡ không có coil mấy không mình phải chụp lại, mất thời gian của mình nha. Tiếp theo thì mình quay lại cái phần mà task routine á, thì mình sẽ chỉnh cái FOV, thì mình sẽ chỉnh cái FOV cho nó nhỏ nhất có thể. Ví dụ như ở đây thì 408 á thì FOV nhỏ nhất. Ví dụ như những cái máy của các bạn thì có những cái FOV nhỏ hơn thì các bạn sẽ có thể các bạn chỉnh xuống, tại vì FOV càng nhỏ thì cái độ phân giải nó càng cao và hình ảnh nó càng, nếu mà có tổn thương thì nó càng thấy càng rõ nét. Sau đó thì các bạn có thể qua phần task diffusion để các bạn chỉnh. Thì các bạn ở đây thì mình sẽ chụp hai giá trị B50 và B800, và ở phần tính toán thì mình sẽ cho ra một cái B giá trị B là B1400. Và các bạn cũng có thể bấm vô cái phần invert image đó, thì sau khi chụp đó nó sẽ tự cái invert ra cho mình luôn, mà có khỏi mới cần mình mất công mình invert thêm một lần nữa. Cái đó thì các bạn qua phần composing, thì ở phần composing này nó có bốn chế độ, ví dụ như là Angio, Spy, Adaptive hay là Diffusion. Thì ở này mình đang chụp cái xong Diffusion thì mình sẽ chọn cái chế độ mà Diffusion nha. Ok, thì trong cái thời gian mà đợi cái xong Diffusion nó chụp xong á, thì bây giờ mình sẽ chụp cái xong Coronastia từ vùng đỉnh đầu cho tới cái vùng khớp mu luôn. Thì mình sẽ chụp hướng Coronal và mình sẽ chia thành 4 group.
Có nghĩa là mình sẽ chơi hành từ trên xuống dưới, mình chia bốn group và mình sẽ chụp xong rồi mình sẽ composing lại, nó thành một cái hình mặt phẳng Conan từ trên xuống dưới luôn. Ok thì đâu bây giờ thì mình sẽ chụp cái xung Conan City ở vùng đầu cổ. Thì cái xung Conan City này thì mình sẽ chụp làm sao cho cái bộ vị nó bao phủ hết cái vùng đầu cổ và một phần của cái vai thôi. Và mình sẽ chỉnh cái lát cắt nó vừa đủ thôi, chứ mình không cần chụp nhiều. Và khi các bạn chụp cái này thì các bạn nhớ coi thử coi để sang cái những cái coi á, ví dụ như coi sọ của mình nó đã mở chưa. Ở cái xung này thì các bạn dặn bệnh nhân là đừng có nuốt nước bọt nha. Nuốt nước bọt thì hình nó rất là xấu. Và các bạn sẽ mở lên phần 3D Shaming á, thì chỉ khu trú vô cái vùng mà mình chụp thôi. Cũng tương tự như cái vùng 3D Shaming này thì tất cả các chủ xung còn lại viết ở bên dưới á, thì mình sẽ khu trú những cái vùng mình cần chụp thôi. Tiếp theo á, thì tới cái xung Conan Stay ở vùng ngực á, thì mình sẽ sử dụng Trigger. Hồi nãy ở vùng cổ á, dưới vùng đầu á, thì mình sẽ không không sử dụng Trigger, nhưng mà ở cái vùng ngực này á, thì bắt buộc mình phải sử dụng Trigger rồi. Tại vì cái ngực là cái vùng mà nó di chuyển lên xuống liên tục á, nên theo nhịp thở của bệnh nhân. À các bạn có thấy gì không? Tại vì cái EEG á, thì lúc đầu mình đưa vô thì nó hoàn toàn bình thường, nó đều lắm, nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên không EEG, mình có cảm giác như nó bị nhiễu á. Thì ra thì nó là một cái khi mình chụp cái xung diffusion các bạn, cái xung diffusion đang chạy các bạn có thể thấy ha. Thì khi mà ship đông diffusion nó phát chủ xung những cái tần số đó, thì nó sẽ gây nhiễu cái EEG của mình. Và chắc chắn khi một vài các bạn khi mà xem tới đây thì các bạn sẽ đặt câu hỏi giống như hỏi tại sao là mình sử dụng cái EEG. Tại vì cái chụp toàn thân nó không có EEG, nhưng mà mình sử dụng cái EEG để mà vì mục đích là để mình giảm nhiễu do chuyển động của tim á. Tại vì những cái xung mà plug trigger thì nó chỉ giảm sao ảnh implant thôi, còn true plane thì nó không sẽ giảm. Thì bây giờ mình sẽ gắn với đồng bộ với EEG mình chụp coi nó giảm được bao nhiêu nha. Và cũng tương tự như thế thì ở xung mà Conan City ở vùng bụng á, thì mình sẽ cũng chụp với trigger và đồng bộ với EEG. Và các bạn cũng lưu ý là các bạn phải chỉnh được cái FOV nó giống như tờ chơi ở dưới luôn. Ví dụ như ở trên cổ và các bạn chụp như thế nào, trên ngực chụp như thế nào, thì ở vùng bụng và vùng chậu thì chụp y như thế đó. Và mình sẽ bao phủ hết vùng hai cái vùng trước và vùng sau, ví dụ như ở bụng và sau lưng á. Chứ các bạn mà lấy thiếu thì khi mà nó không bổ sung lại thì nó bị đứt hình, nhìn nó kỳ lắm. Thì cũng tương tự như ở trên cái xung diffusion á, thì cái xung này thì ở phần composition thì các bạn cũng kích vô phần inline, rồi các bạn chọn group và cái cuối cùng là phần last step. Thì ví dụ như khi mình chụp cái Conan Steel ở vùng chậu thì các bạn kích vô phần last step, rồi sau khi chụp xong nó sẽ tự nối cho các bạn luôn nha. Ok thì trong cái thời gian mà chờ đợi cái xung mà Conan City á chụp á, thì mình cái xung diffusion mình cũng đã xong rồi. Thì mình sẽ chọn hai cái series cuối cùng á, là hai cái series mà nó đã composing lại rồi. Với cái một cái hình ảnh là B50, một cái là B800. Thì hồi nãy lúc chụp á, do mình đã sử dụng cái invert rồi đó, thì nó ra cái này. Thì cái invert thì các bạn nhìn khó nhìn á, thì các bạn có thể bấm vô chọn select series và các bạn invert lại giống như cái sim diffusion thường quy của mình, thì mình sẽ dễ dàng quan sát hơn. Thì bây giờ thì mình sẽ lăn hình từ trên dưới để cho các bạn xem ha, coi cái chất lượng hình ảnh nó tốt không, nó được hay không. Đó chỉ là những cái hình ảnh 2D thôi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chọn phần select series và chuyển sang phần 3D để mình coi nó rõ ràng hơn nha. Thì ở phần 3D này thì mình sẽ chọn chế độ MIPS, thì các bạn có thể thấy nó giống như cái một cái hình Best City á. Ở ca này thì mình đang chụp một cái bệnh nhân tình nguyện viên, thì nó không có di căn hay không có u hạch hay gì đó, nên là cái hình mà này nó chưa có di căn xương, có chưa có gì hết á. Nhưng mà ví dụ như những cái trường hợp mà nó có vấn đề á, thì ở cái vùng nào mà đen, ví dụ như cái xương sườn hay cột sống hay là những cái hạch nách hay gì đó, thì nó sẽ cái tổn thương nó sẽ màu đen á, thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Thì tới cái bước này thì mình sẽ tiến hành mình dựng hình, có nghĩa là mình sẽ cho xây cho xung quanh trục cơ thể của người bệnh nhân á, thì một vài hình để cho bác sĩ người ta có thể nhìn rõ ràng hơn, hình dung rõ ràng hơn. Tại vì ở một số nơi thì nó không có cái trạm xử lý cái workstation để mình xử lý những cái hình như này á. Đó là xong cái xung mà diffusion. Thì tới cái xung mà Conan City á, thì bây giờ mình đã chụp xong được cái Conan City ở vùng ngực rồi. Thì các bạn có thể thấy được cái Conan City ở vùng ngực á, thì nó khá là có nhiều cái sạo ảnh của tim, tại vì tim là cái cơ quan mà luôn di chuyển luôn đập, thì mình không có cách nào mình làm ngưng tim được. Nếu mà ngưng tim thì bệnh nhân chắc cũng không còn chụp được nữa rồi. Thì các bạn có thể thấy được ha, cái sạo ảnh nó rất là nhiều, tại vì cái xung đất này thì nó không có giảm sạo ảnh cho tim. Thì mình đã tích hợp với cái EEG thì nó cũng giảm được một phần thôi, tại vì mình thấy mình đã chụp nhiều ca trước rồi, mình thấy nó giảm một phần thôi.
Và để mình cụ thể hơn thì mình sẽ chụp cái xung mà Conacity ở vùng bụng thì mình sẽ tắt cái đồng bộ với cái OZ đi. Thì mình chỉ cần chụp xung có chip G thôi, thì các bạn sẽ so sánh được hai kết quả ra như thế nào, rồi mình có thể mình lựa chọn được cái phương pháp nó phù hợp. Ok, thì đây là kết quả cái Conacity mình mới vừa chụp xong. Thì ở hình Conacity này thì mình đã chụp xong thì nó tự ghép lại cho mình luôn từ trên xuống dưới. Thì các bạn có thể thấy nó đẹp hay không. Ở ca này thì mình không sử dụng cái chất thuốc bớt của bạn để giảm nhu động ruột quá, thì nên là cái ruột nó còn hơi còn nhòe nhòe á. Đối với những cái ca mà chụp thì các bạn phải sử dụng thuốc bớt của bạn để giảm được cái nhu động ruột luôn nha. Ok, thì đây là kết quả hai cái hình mình chụp với chip G mà không có đồng bộ EZ và chip G đồng bộ với EZ. Thì các bạn có thể thấy cái xung mà chip G đồng bộ với EZ thì nó đỡ xạo ảnh hơn, nó đẹp hơn chút xíu. Còn cái xung mà không đồng bộ với EZ thì nó hơi xạo ảnh hơn nhiều. Sau khi chụp hai cái xung Diffusion và xung Conacity xong á, thì các bạn có tổn thương ở đâu thì các bạn sẽ tập chụp khu trú tổn thương ở chỗ đó. Nếu mà không có tổn thương ở đâu á, thì ví dụ như ở bồn sọ não thì các bạn có thể chụp thêm cái Asan Flare thì nó dễ, rất là dễ phát hiện tổn thương, hoặc là Asan T2, hoặc là chụp thêm top 3D để xem mạch máu. Nhưng mà ở đây thì những cái video ở video này á, thì mình sẽ chỉ chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm chụp cái xung mà Asan T2 phát sát mà từ cái vùng cổ cho tới cái vùng chậu. Ở cái vùng cổ thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật mà T2 phát sát với kỹ thuật mà Dixon để mình khử mỡ. Chứ mà mình làm theo cái kiểu thông thường thì cái mỡ nó khử không hết được các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ chụp cái Asan T2 phát sát ở vùng ngực. Thì ở cái Asan T2 phát sát ở vùng ngực này thì nó khác như hồi nãy, mình không có sử dụng cái Dixon để mình khử mỡ. Cái thứ hai nữa là ở cái Asan cái vùng ngực này thì mình sẽ sử dụng chip G để mình ghi hình. Tại vì nếu mà không sử dụng chip G thì hình ảnh nó nhòe, nó thở, mình không có coi được á. Và ở cái phần chip G thì nó có cái phần scale type thì các bạn có thể chọn liver, dumb scale hay là face scale tùy vào cái sở thích của các bạn. Nhưng mà mình thấy cái kiểu nào mà nó khó đặt chip G hơn thì nó sẽ cho ra hình ảnh sẽ tốt hơn. Đó là quan điểm cá nhân của mình thôi, thì các bạn trong quá trình thực hành thì các bạn thấy kiểu nào tốt hơn thì các bạn có thể sử dụng. Và cũng tương tự như thế thì ở cái Asian vùng bụng thì mình sẽ cũng chụp cái với chip G, nhưng mà hồi nãy mình chụp cái liver dumb scale thì bây giờ mình sẽ chụp face scale thay vì liver dumb scale thì coi hai hình ảnh nó như ra như thế nào nha. Và cũng tương tự như thế thì mình sẽ chụp cái xung Asan T2 phát sát ở vùng chậu. Ví dụ như ở như vùng chậu nam thì các bạn có thể chụp cái xung diffusion ở vùng chậu nó cao hơn bình thường, giá trị B cao bình thường để phát triển cái ung thư tiền liệt tuyến. Hoặc là ở phụ nữ thì các bạn có thể chụp cái xung thêm cái xung mà Sagan T2 để mình có thể phát hiện những cái ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung hay những cái vấn đề liên quan tới vùng tử cung hoàng phụ. Và ở những cái chuỗi xung này thì mình sẽ sử dụng cái phát sát theo kiểu SP chứ không phải là phát sát theo kiểu thông thường. Tại vì mình thấy cái phát sát theo kiểu SP thì nó sẽ hình ảnh nó mở, nó được khử tốt hơn. Ví dụ như tùy vào cái bộ phận của mình chụp mà ví dụ như khi mà các bạn chụp của vùng chậu thì các bạn chọn abdomen, khi mà chụp vùng ngực thì chọn thorax, vân vân, tùy vào những cái bộ phận vùng chụp mà mình sẽ điều chỉnh nó khác nhau. Tại vì khi mà nó điều chỉnh khác nhau như vậy thì nó sẽ phát cái xung nó phù hợp với từng vùng và nó sẽ khử mỡ sẽ tốt hơn. Ok, thì đây là kết quả mình vừa mới chụp xong cái Asan T2 phát sát từ cái vùng cổ cho tới vùng chậu. Thì mình thấy khi mình lưu nhiều cái series như này thì nó khó khăn á, thì các bạn cũng có thể gộp chung tất cả các series này thành một cái series thôi, để cho bác sĩ khi mà người ta kéo hình, người ta kéo có cảm giác chuột từ trên dưới thì nó sẽ tiện lợi cho bác sĩ hơn. Thì các bạn cứ bấm vô hết tất cả các series, bấm search series và các bạn bấm vô phần edit, rồi các bạn sẽ chọn cái select all shooter in series á, thì rồi bấm vô đi. Rồi xong rồi các bạn sẽ bấm phần save as, thì các bạn đánh vô bộ nha xanh T2 phát sát rồi thêm dấu cách nữa, tại vì hồi nãy cái T2 mình có rồi á, thêm dấu cách nữa là được. Ok, sau khi mình lưu xong thì các bạn vô phần local database thì các bạn mở xung Asan T2 phát sát lên, thì các bạn kéo từ hình từ trên dưới thì nó dễ dàng, và chuyển hình cho bác sĩ thì nó cũng dễ dàng luôn, bác sĩ rất là thích điều này nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Thì chắc chắn trong những cái video của mình thì toàn là những cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, có thể đúng có thể sai, nhưng mà hy vọng các bạn xem xong video thì các bạn sẽ đóng góp bổ sung ý kiến cho mình bên dưới video á. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt ạ.